Giá các loại nông sản đua nhau lập kỷ lục trong năm 2023 và kéo dài sang năm 2024, trong đó có trái chanh, giúp hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh hưởng lợi. Chị Trần Thị Kim Qua, huyện Mộc Hóa cho biết chanh ở mức 10.000 đồng một ký, nông dân đã có lãi. Nhưng hiện tại thương lái đến tận vườn thu mua chanh của gia đình với giá lên đến 23-24.000 đồng một ký. Đợt vừa rồi, chị mới thu hoạch 3 tấn chanh trên 650 gốc, thu lợi nhuận trên 60 triệu đồng. Hiện chị đang chuẩn bị thu hoạch đợt 2. Nếu mà giá chanh hiện như bây giờ là chỉ có thể là một mẫu chanh chị mần cỡ 2-3 mẫu đất lúa. Cái thu hoạch cái vốn mình lời á, cỡ 2-3 mẫu đất lúa á. Nhưng năm nay là giá chanh vậy là như nông dân ai mần ta cũng lời hết. Long An có hơn 11.000 hecta chanh, diện tích chanh cho trái đã hơn 10.000 hecta. Chưa bao giờ nông dân trồng chanh phấn khởi như lúc này. Vì lẽ thường vào cao điểm mùa khô, chanh mới tăng giá. Nhưng năm nay có nhiều khác biệt. Chanh tăng giá từ tháng 9 2023 kéo dài đến tháng 3 năm 2024 và đang rất hút hàng. Dự kiến mức giá này có thể sẽ duy trì đến hết mùa nắng nóng. Theo nông dân, đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 5 năm qua.